Hôm nay chúng ta sẽ học mẫu tari tari. Các em đọc cùng thầy nhá. Kino. Kino. Gohan o tabetari. Gohan o tabetari. Ofuro ni. Ofuro ni. Haettari shimashita. Haettari shimashita. ズン先生、少しいいですか？あ、はい、何でしょうか？この文章、この文法は正しいんですが、少し不自然に聞こえます。なんでですか？ご飯を食べるとか、お風呂に入る、顔を洗うとかの普段当たり前にやっている行動については、あんまりたり、たりの文法は使いません。そうですか。じゃあ、この文章、どうやって直せばいいですか？もし、たり、たりを使いたければ、はい、もっと具体的なことを入れた方がいいと思います。例えば？例えば、昨日、友達とご飯を食べに行ったり、映画を一緒に見に行ったりしました。ありがとうございます。そうですか。はい。でも、顔を洗う、歯を磨く、寝る、食べる。使いたいときはどうしますか？そういうときは、の構文を使った方がいいと思います。例えば、ご飯を食べて、顔を洗って、歯を磨いて仕事に行きました。あ、そうですか。そうです。可以吗？同じよ。じゃあ、顔。顔、顔。じゃあ、顔。来来来、来。trong cái mẫu tari tari này, nếu mà chúng ta sử dụng những cái hành động mà chúng ta thường ngày hay dùng, ví dụ như là rửa mặt, đánh răng này, uống nước này, hay là ăn này, hay là gì nhỉ, đi tắm này, đúng không? Đó là những cái thường nhật của chúng ta rồi. Thì khi mà cho vào cái mẫu tari này thì nó nghe nó không được tự nhiên, mặc dù mẫu cũng đã đúng. Đấy. Nên là vừa rồi cô bảo là chúng ta muốn sử dụng những cái từ vựng như thế này, những cái hành động như thế này thì chúng ta phải thêm những cái thông tin cụ thể hơn. Vừa rồi cô ấy sửa, cô giáo sửa là Tomodachi to gohan o tabe ni ittari. Đúng không nào? Eiga o mi ni ittari shimashita. Đúng không? Cô sửa như thế. Ngoài ra nếu mà muốn sử dụng những cái như kiểu là gì nhỉ? Ăn uống hay là đánh răng rửa mặt các thứ thì chúng ta, đấy là chúng ta liệt kê các hành động rồi thì chúng ta sử dụng mẫu T như chúng ta đã học rồi đấy. Đấy. Em hiểu chưa? Đấy. Ok. Sensei, arigatou gozaimashita.